Ôi, nếu mà nhà có không gian nhỏ thì mọi người sử dụng bộ sofa nào, thì hôm nay Mộc sẽ giới thiệu cho mọi người một bộ sofa mọi người để trong phòng khác nhà mọi người. Nếu mà nhà mọi người nhỏ thì rất là tiện dụng. Nó có thể kết hợp với cả giường ngủ nhé mọi người nhé. Đấy, cái mẫu ghế gấp thông minh Senji của bên Mộc nha. Đấy, một bộ sofa nệm như thế này. Đấy, một cái bộ nệm mà lần trước cái này thêm bao nhiêu tiền nhỉ? Thì Mộc sẽ đính kèm phía dưới cái phần mô tả cho mọi người nha. Tại vì cái ghế này không ấy thì nó có là 1m2 là 8 triệu rưỡi, 1m4 là 9 triệu rưỡi, 1m6 là 10 triệu rưỡi, không bao gồm bộ nệm này nha mọi người nha. Còn nếu mà bộ nệm này hình như là nó thêm 2 triệu mấy á, 2 triệu mấy 3 triệu á. Bởi vì nó làm cái loại này là loại rẻ dai á mọi người nha. Cái loại này rẻ dai Hàn Quốc, loại này cũng khá là xịn đấy, cũng tiện dụng á. Cái loại này rồi, còn loại bên trong này cũng nệm mà cũng rất là êm đấy. Đây rồi cho mọi người coi, thì cái loại này ở dưới này nó có thể kéo ra cái hộc này, mọi người có thể để đồ ở dưới này đấy. Cho hai đấy, để đồ ở dưới, mọi người để nệm dưới. Nhưng mà cái bộ nệm này thì mọi người không có thì mọi người để ra ngoài nhé, mọi người để ra ngoài đây đấy. Vì lúc mà gấp lại thì họ gấp lại. Đấy, loại này thì này nó là 70 gấp ra thành 1m4, 2m nhé mọi người nha. Đấy, nó là gỗ 100% nhé, không có pha gỗ công nghiệp hay gì đâu. Đấy, rất là tiện dụng, mọi người có thể lên trên mọi người nằm. Cái này thiết kế nền để cho nó chống nứt xé, nhưng mà làm trong nhiều nếp rồi. Mọi người sử dụng nền như thế này, mọi người sử dụng khoảng 25 năm đến 30 năm rất vô tư. Thẳng vô nằm cho mọi người có hết thôi. Đó. Đó, rất là tiện dụng nha. Đấy, mọi người có thể nằm ba người, nhưng mà cái này thằng bên ngoài có nguy cơ bay ra ngoài rất là cao nha. Nên nằm như thế này chỉ nằm hai người thôi, nằm ba người như thế này có ngủ có say đã phát bay ra ngoài nha. Đấy, loại 1m4 2m 9 triệu rưỡi, còn loại 1m6 2m thì là 10 triệu rưỡi, 1m2 2m là 8 triệu rưỡi gỗ. Bộ này cái giường gấp thông minh Senji nhá, cái mẫu này là của bên Mộc lên đấy. Thì hiện tại cũng nhiều bên cũng bắt đầu là nhá bên Mộc rồi, nhưng mà mua của bên chính chủ với thiết kế bây giờ nó cũng chuẩn hơn nhá mọi người nha. Đó, mọi người thấy thế nào? Tôi ngồi thọ chào mọi người các con. Đó, ôi, chào mọi người nha.